Rồi, chào mọi người đến kênh mình ha. Rồi, hôm nay có nhiều một số món đồ ha. Mọi người coi món nào thích hợp với công việc của mình thì liên hệ mình ha. Dây hơi nè, túi thùng đồ nghề ha. Thùng đó, đây. Rồi, lưỡi cắt ha. Mấy cái mà doa nè mọi người ha. Đó. Rồi, đầu tiếp ha, cưa ha. Rồi, kìm cắt dây điện ha, tước dây điện ha. Rồi, rồi mình rồi, cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ kênh mình ha. Thì mọi người xem có nào thường hợp thì mọi người xem kỹ ha. Chốt rồi chốt, có người mấy anh chốt cái hồi kêu khoảng tối hay mai kêu hồi lại không chốt ha. Rồi xem kỹ những cái clip mình đăng thì coi cái nào thực tế hơn ha. Thì mọi người chốt, thì mọi người chốt xem kỹ chốt ha, chứ chốt cái rồi. Rồi những món đồ trên đây là chưa bao gồm ship nha mọi người ha. Đó, như bao gồm ship thì đây, rồi mã số 1 mình vô là rồi đây một thùng Marvel ha, 400.000 nha mọi người ha. Đây rồi đổi kích thước trước đi, bề ngang của nó đây 31 nha mọi người ha. Đó, 31 ha, bề dọc của nó đây 21 ha, chiều cao lên 6,5 ha, 6,4 rồi. Đây đây thùng ha, rồi hình nó còn bãi luôn ha, chưa vệ sinh ha, chỉ có chùi thôi. Đây đó, mắc veo ha. Đó, đây trong thùng gồm những gì mọi người. Đây đây hộp cốt nè ha, vít nè, cốt nè, cái đầu cốt này ha, 1-2 thùng ha. Đó, cái đầu cái bạc cái gì nè, đó còn nguyên vậy mình. Đó, đầu cốt nè ha, đầu này biết đầu gì này. Đó rồi đấy, đây đầu ha, đó đầu cốt nè mọi người ha. Đó, rồi hai hộp vít nè. Nói chung là con nữa đó, còn trong hộp luôn ha mọi người ha. Mở ra đây vít nè ha. Đó, rồi hộp này là vít luôn nè ha. Đó, rồi bán thùng này 400 nha mọi người ha. Đó, đó ha. Đây hai mấy hộp nhỏ nè. Đó, mọi người về được luôn nè. Đó, 8. Đó, 2, 4, 6, 10 ha. Đó rồi ha. Rồi đây bán hết cái hộp này 400. Đó, luôn cái thùng này ha. Rồi, cái thùng này 400.000 ha mọi người ha. Đó, mã số 1 nha. Đó, đừng đồ nghề hay dít nè ha. Rồi, bỏ xuống cho gọn ha. Rồi, mã số 2 mình bán là 350 nha mọi người ha. Đây, thùng đồ nghề nè. Đó, đây, hô gian ha. Đây, đổi cái thước trước nè. Chiều dài của nó 42 nha mọi người ha. Đó, bề ngang của nó đây 23 năm ha, sâu xuống đây 10,5 ha. Đó, thùng này khá đẹp nha mọi người ha. Đó, bãi luôn. Đây, hay lắm đó ha. Đây, đây. Đó, đây, như mới ha. Đó, vậy ha. Cái hộp này mình đeo cái hộp này cho mọi người xem ha. Đây, bề ngang hộp này khoảng 28 ha. Đó, sâu. Đây, chiều này của nó khoảng 6,5 ha. Đó, rồi chiều sâu này xuống khoảng 10 phân nha ha. Đó, rồi mã số 2 mình bán cái thùng đồ nghề ha, Hosan nha. Đó, thùng này nặng cũng tầm 2 ký mấy mọi người, 2 ký 6, 2 ký 7. Đó, rồi 350 nha mọi người. Đó, đây mã số 2 thùng Hosan 350. Rồi, rồi mã số 3 mình bán một cuộn dây hơi ha, dài khoảng 15 mét ha. Đó, mới tinh ha, dây MCC nè, hai đầu luôn ha. Đó, hai đầu đối sẵn luôn. Đây, để cho đó, dây MCC nè mọi người. Đây, dây này mới chưa sử dụng nè. Đó, mình lấy cái cọc này cho mọi người xem. Đây,
Đây đó, đây mọi người. MCC này. Đó, SMC ha. FR Tool ha. Đây. Đó, cái thước dày đây này. Đó. 10 x 7.5 nè ha. Đường kính ngoài 10, đường trong 7.5 mọi người. Đó. Đó, đây mình cắn lấy nét cho mọi người xem ạ. 7.5 ha. Đó. MCC ha. Rồi đây cái đầu hơi đây, cho mọi người xem. Đầu này da băng luôn ha. Đó, chất mét nè. Osaka da băng nè mọi người. Đó, da băng nè, Osaka ha. Đây. Chất mét ha. Rồi thêm cái đầu đực này vô ha. Đó. Đây. Đó ha, rồi. Dây dài khoảng 15 mét nha mọi người. Đó, hai đầu. Đó, đầu đực đầu cái ha. Đó. Đó. Rồi. Đây. Cuộn dây mới tinh ha, hai đầu. Đó. Giá 300, giá 500 ngàn ha, mã số 3 ha. Đó, 500 nha mọi người. Đó, người về xài dây hơi là ok, bấm sẵn có hai đầu sẵn rồi. Ha. Rồi. Người về dù chiếc của dê gì vô đây nó cứng ha, mà cái này nó cũng bó ha. Rồi. Mã số 3 mình bán 500 ngàn nha mọi người ha. Rồi. Rồi, mã số 4. Đây. Mã số 4 mình bán đây. Mã số 4 mình bán một cuộn dây điện ha, 300 ngàn, mã số 4 ha. Đó, đây. Đầu nó đây ha. Đó. 15 ampe ha. Đó, mình làm bè ha. Để cho mọi người coi hai đầu nè. Đó, 15 ampe hiệu Siwa ha. Đó. Đây 4 đồ, 4 chui nè mọi người. Đó. 1 nè. Đó. Đây 15 ampe luôn ha. Đó. Vậy đóng chữ gì lên đây để mình đo. Đó, dây 27 luôn nha mọi người đó. Cái gì dây là 1.25 nè ha. Đó. Đấy ha. Đó. 1.25 ha. Rồi. Cái đoạn này dài khoảng 10 mét nha mọi người. Đó, hai đầu ha. Đây. Hai đầu ha, đầu này có 4 3 lỗ ha. Rồi mình bán mã số 4 là một cuộn dây điện 300 ngàn ha mọi người ha, 10 mét đó. Chiều tải 15 ampe nha. Rồi, 300. Mã số 4 300. Rồi, mã số 5 đây, giờ về mấy lượng cắt nữa ha. 108 ha. Đây. Đó, xanh rô nè rồi. 180 ngàn một lưỡi nha. Diamond Sheet ha. Đó. Mã của nó này. SD gạch R4 ha. Đó, 105 nè. Nhưng 2 này 6 ha. Rồi. Mới tinh ha. Đó. Đó, mới tinh ha. Tất cả cho người xem. Đây. Đó, nó có cái viên đá này ha. Đó. Cái lập đền rót nó ha. À, đợi cái thứ ngồi xem. Chiều dài của viên đá là khoảng 15 năm ha mọi người ha. Đó. Đường kính lỗ nó khoảng 20 ha, thông dụng ha. Rồi. Đây. Cái miếng này ha. Đó, 30 ha, đường kính trong. Mười mấy ha. Đó. Đây. Mới tinh ha. Rồi.
Nên là bỏ đây này đó. À, đúng luôn đó. Rồi mã này mình bán giá là số 580.000 một lưỡi thôi ha, có ba lưỡi ha. Rồi ăn hết thì liên hệ mình ha. Rồi mã số 6 là một lưỡi Makita ha, đây 200 ha, đó có hai lưỡi đây, đường kính 105 luôn ha, đó đây nè, đó dòng tua nữa mà, đó thông số có trên đây luôn rồi, khỏi mở ha, maximum là dòng tua nữa ha. Đó, xài cho máy là 3.600 dùng tua nhanh ha. Đây 105 nè, nhân 2 ha, nhân 2.20 ha. Đó thông số cho mọi người ha. Đây đây đó, máy tính ha. Đó. Đây lưỡi nữa ha. Đó, nó có cũng có cái miếng dây chằng nữa ha. Đó. Rồi. Rồi mã này mình bán giá là 200 ngàn ha mọi người ha. Mã số 6. Lưỡi Makita 200. Rồi. Mã số 7 mình bán một lưỡi nữa. Đó, một lưỡi một à. Ha. Lưỡi này bán 300 nha. Đó. Này là 1.5 nè, nhân 1.8 1.8T ha, 20 ha. Đây mình đo mọi người luôn. Đây 1.5 nè ha. Đó. Đường kính lỗ này khoảng đó 18 rồi ha. Đó. Rồi. Đây. Máy da băng nha. Đó. Lưỡi này mà mọi người nhìn kỹ không biết nó cắt gì nè. Đó. Để mình... Đây. Đó, tiếp ha, D50B ha. Đó, đây mình đã chích nè. Cắt ha. Đó, super nè ha. Đây mọi người thấy lưỡi nữa đó, này mà hợp kim ha, đó, máy da băng ha, người xem kỹ ha. Đây đó, cái lưỡi này không biết đặc biệt gì nè, có thể hợp kim rồi đó. Rồi bán mấy mã số 7 là 300 ngàn ha. Đó kiểu gì ha, lưỡi hợp kim cực mỏng luôn ha. Rồi đó. Rồi. Mã số 7 mình bán là 300 ngàn ha. Rồi mã số 8 đây. Mình bán 100 ngàn 3 miếng ha. Đây. Đó, ví dụ như lấy bất kỳ cho mình ha. Đó, cái bóc 33 cục nè. 3 cục này là 180 ha. Có khi cái lưỡi này nó nhỏ nữa ha. Đó. Bóc bất kỳ đại ha. Đó, lớn nhỏ thì mình bóc cái ba cái ha. Đó, đây mình cho để kiếm cái lưỡi nè. Nè. Đây cái này chữ nó còn rõ ha, nó bị dính xét thôi nha mọi người. Đó đây cái thông số nè ha, CB gì nè, rồi S ha. Đó 1.5 ha, 6 ly nè mọi người ha. Đó 6 ly là cái chuôi này, 6 ly nè ha. Đâu đó đúng rồi. Sáu ly luôn ha rồi ha. Đó. Đây. Đó. Đây. Có chữ ha, thường thường có chữ rồi. Đó. Cái mũi này nè. Đó ha. Đó, cái này sáu ly ha. 959232. Rồi mấy cái lưỡi này có khi nó sẽ nó rỉ rồi, nhưng mà cái đầu này còn tốt ha. Đó mọi người xem đầu này. Ok ha, này cái này nó rỉ ha. Đó, không ra sao ha. Đó này ra là ok ha mọi người ha. Đó ra gắn vô cái khoang nè. Đó đây thì mình đây ha. Đó. Rồi mấy cái máy về vậy thì mình đã lấy lửa cái ngôi cho mọi người ha. Đó nghe nè,
lớn nhỏ ha. Để mình đo kích thước chiều dài của nó cho mọi người xem. Cái này cái đầu nó dài khoảng 2 phân rưỡi ha mọi người ha. 2 phân rưỡi ha. Đó. 2 phân rưỡi ha. Rồi mình bán bất kỳ 3 cái là 100 ngàn nha mọi người ha. Đó, 3 cái 100, 3 cái 100 ha. Đây. Giờ ra có khi cái này nữa ha. Đó. Bất kỳ ha. Rồi. Mã số 8 mình bán 3 mũi 100 ngàn nha mọi người ha. Do lỗ do gì ha. Rồi. Rồi mã số 9 mình bán một cái 4 mũi khoan 250 ha. Đây. Mũi 6 ly nè, mũi 8 ly nè. Mũi 8 ly luôn ha. Mũi này mũi 15 dài 10 ha. Đó. Đây, 6 nè. 8 nè ha. Đó, cái đuôi nó bắt khoan ha. Đó. 10 chân lục giác 10 ha. Gắn vô khoan cũng được nha mọi người. Đó. Đây. Đó, nó có mũi luôn ha. Rồi, mình đo cái thước của mọi người xem. Rồi cái mũi này dài khoảng 17 thôi mọi người ha. Đó, hai mũi đó. Đây. Khoảng 16 ha. Đây mũi này dài khoảng 20 ha. Đây mũi này dài khoảng mũi 8 ha. Dài khoảng 22 ha. Đó, mũi 8 mọi người. Là có nghĩa là hai mũi 8, hai mũi 6. Một mũi 8. Một mũi 15 ha. Đó, bán 250 ha. Đó. Mã số 9 ha. Mỗi mũi chưa sử dụng nha mọi người ha. Mũi khoan nhật chưa sử dụng, mũi khoan gỗ ha. Đó. Mũi này mua khoan gỗ mắc ha mọi người. Rồi mã số 10 đây. Mình bán 700 nha mọi người ha. Cái này mình để sưu rầm đem ra bán luôn. Đây. Panasonic nè. Cái mà canh lửa đợt trước mình có bán không mọi người. Đó. Đây canh lửa ha. Xài 2 pin pin này mọi người. Đó. Pin ba xe pin nó còn cầm luôn nha. Pin Nhật còn cầm luôn ha. Đó, 2 pin. Đó, 2 pin còn cầm ha. Đây. Nên đo kích thước trước cho mọi người. Đây nó bị mất cái nắp nha mọi người ha. Mà không sao, mọi người lấy cái miếng mũ đè lên thôi. Đây công tắc nữa ha. 700. Đó chiều dài cho mọi người xem. 24 ha. Đó, cái dây nữa này. Đây mình đo tổng chiều dài ha. Dây nó ngoài khoảng 1m1 nha mọi người ha. Đó. Đây. Mấy da băng ra ngoài nha mọi người. Đó, mấy da băng ha. Đây, mọi người để dây giống như vậy nè. Đó. Dây đó vô đây mình kẹp ha. Rồi chỉ vô là canh lửa xe mâm xe hay là canh lửa xe hơi gì được ha. Đây. Đó, hai nhân pin ha. Đó, cái này khá độc nha mọi người ha. Đó, đèn nguồn luôn ha. Bấm công tắc ha. Cái này hơi hiếm á. Đó, pin có luôn ha. Pin cầm luôn. Đó, người bỏ đúng chiều pin nha. Đây. Đó. Dương nè. Đó, bỏ đây. Thì muốn test thì mình có cái này mình test rồi ha. Đó. Thì cái này nó bị mất cái nắp nè mọi người. Để giờ lấy cái miếng mũ chè lên ha. Rồi cho mọi người đây nè. Đó, lấy miếng sắt hay gì á. Đó miếng kẽm để qua đây là câu qua đây là chặn đó hay đó. Là nó được ha. Tại vì cái miếng nắp trên thì nó có cái miếng miếng thiết để dặn vô đây để giữ lại mọi người. Đó. Đây. Chỉ cần lấy miếng thẹt kẽm hay gì đó cậu để đây nè. Đó là nó ok ha. Rồi bật công tắc. Đó ha. Đây. Đó ha. Tại mình chưa có chế đó thì mua thì bán 700 ha. Đây công tắc nữa ha. Này mấy người làm xe là biết rồi ha, canh lửa, chỉnh lửa cái đèn nè. Đó. Cái này hiếm lắm mọi người. Đi ít gặp. Mua để cũng thôi bán luôn. Rồi mã số 10 bán 700 ngàn ha. Đồ chỉnh lửa xe ha. Xe hơi, xe gì cũng được ha. Xe Honda, xe gì canh lửa rồi. Đó. Canh lửa. Rồi mã số 11 mình bán 150 ngàn ha. Đây. Cây nè.
Bên Nhà Bằng hả? Đó bên Nhà Bằng ha. Đồ cạo dãy cá hay gì mà đó, đây nè. Đây. Mấy Nhà Bằng luôn ha. Đây, cạo vảy cá ha. Chứ nhật không ha. Đó, cạo vảy này hay gì đó, lóc đó. Nó cái hướng dẫn ha, đâu, đợi cái tướng người xem. Chiều dài nó khoảng 9 phân rưỡi ha. Bề ngang nó 9 phân rưỡi ha, cái lưỡi á. Dài khoảng 15 hơn rồi ha. Đó, đây. Chưa chưa dùng ha, rớt lưỡi ha. Đó. Mình mở ra luôn cho mọi người xem. Đây. À, nó bấm này. Bấm rồi hả? Thôi, khỏi mở rồi. Nó bấm rồi, nó trong mở ra. Đó thì mới tin cho chùi luôn ha. À. Rồi. Đồ đánh dây cá ha, máy da bằng ha. À. Nó có miếng này rớt ra ha. Rồi. Mình bán giá là cay ha, của hãng cay bán giá 150 nha, mã 11 ha. Rồi, mã 12 bán một cái giò xịt nè người ha. Đó, xịt thỏi ha. Xịt xịt chứ không thỏi, 220. Đây. Hiệu Kini ha, máy da bằng ha. Đó, cái này có móc luôn ha, cái chui luôn. Cái này cũng hình tương đối ha, mã của nó là K601 mọi người ha. Đó, 220 ngàn ha. Hỏi khá mạnh đó. Mình thử ra. Đây. Bề ngang của nó khoảng 16 rồi ha. Chiều này của nó khoảng 21 ha. Đó, chiều này xuống nó khoảng 13 năm ha. Đó. Rồi. Này có bóc lên luôn ha. Rồi mình test ok ha mọi người ha. Đó, mọi người cần thì mình test lại. Đây. Mình cho bằng. Rồi mã 12 mình bán giá là 220 ngàn ha mọi người ha. Rồi mã 13 bán 320 mọi người. Đây. Hai cần cái. Đây cái này nhỏ này trước đi. Cái này là top nè. 10 13 nè mọi người đó. Da bằng ha. Top 13 cm nè, đó. Đó. Đảo chiều. Đó. Cái 10 nè ha. Đảo chiều. Ok ha. Da bằng ha, top da bằng ha mọi người ha. Đó. Đây cái thước của mình xem. Rồi tổng chiều dài của nó khoảng 10, 15, 14 năm ha. Đó. Rồi cái cây thứ hai là 13, 17 mọi người. Đó, 13, đầu 17 ha. Đầu đây 14, 19 ha. 4 đầu nha mọi người ha. Đây. US Bass ha, tiêu chuẩn Mỹ ha. Đó. Đây, nói cái tướng mình xem. Chiều dài 25 nha mọi người ha. Đó, 4 đầu nha. Tiêu chuẩn Mỹ nha mọi người, Bass US là tiêu chuẩn xuất Mỹ á. Đó. Đó, web bát ha. Đây đầu 13 ha. Đó, gặt lên. Đó, đầu 17 ha. Đó, rồi. Bán hai cây này giá là 320 ha. Đó, 13, 17. Bên đây 14, 19, bên đây 10, 13 ha. Rồi, hai cây 320. Mã 13 nha mọi người ha. Rồi mã 14 mà lưỡi cưa nha mọi người. Đó, cưa 287 180 ha, còn mấy lưỡi ha, Robot nè. 270 ha. Đó, đây. Mấy cho bằng nha mọi người. Đó, gắn vô cái cán ha, bán cho những người này, cán nè. Gắn vô ha. Rồi người có cán thì mua lưỡi này về bỏ vô ha, siêu ly ha. Siêu đó.
Cái này cũng của Comboy luôn nhưng mà nó đây lưỡi nó Chevrolet Curac ra. Lưỡi khá mới luôn hơn à, chưa sử dụng ha. Đó, mọi người có cán ha. 270 nha, để đợi cái thước mọi người xem. Đó, tới cán là 27 ha. 27 nè, tới cái lưỡi nè. Rồi, tổng cái lưỡi là khoảng 40 ha. Đó, mới tin. Một lưỡi là 180 ngàn nha mọi người ha. Rồi, còn mấy lưỡi nữa. À, một lưỡi là mã số 14 180 ngàn ha. Rồi, mã 15. Để mình bán 280 cho người ha. Cái mã này hơi hơi độc á. Đó. Đó, 280 đây, Marvel nè. Vừa tước dây ha mà vừa tước dây này luôn ha. Đó. Đây. Từ 4 đến 3 là 2.6 nè, 26 nè ha. Dây nè, từ 4 đến 28 nữa. Đó là cái đầu này ha. Còn cái đầu này có mấy cỡ không ha? 0 nè, 0.5 nè, 7 0.75 nè, 1.25 nè, 2 chấm nè ha. Đó. 3.5 nè ha. 5.5 nè ha. Đó. Đó, móc veo ha. À, này của Đức nha mọi người. Đây. Mấy gặp anh đi nè. Đó, gặp anh đi ha. Đây. Rồi, đây nè, đó, cái này để tước dây ha. Đó, rồi mình test thử cái này cho mọi người xem đây. Đó, cái lưỡi nè, mình dặn xuống nè. Đó, dặn lên nè ha. Đó, người theo. Đó, dặn xuống nè, dây chỉnh lên nè, đó. Đó, quay xuống nè ha. Đó. Đó, mình chỉnh xuống nè. Đó, cỡ dây á mọi người. Đó, đây ha. Đó, dặn lên lại đây. Đó. Đây ha. Đó, cỡ dây nó nằm đây ha. Đây. Đó, dặn lên dặn xuống ha. Đây là tước dây ha. Từ dây 4 đến 28 ha. Còn bên đây là tước đó mấy dây ha. Đây cái này tước vậy nè mọi người. Đây. Để vô ha. Đó ha. Ok ha. Đó, tước lại mọi người xem. Đó để vô. Đây, để vô đây ha. Ví dụ mọi người cỡ tới đâu ha. Đó, ok ha. Đây, khá đẹp. Đây ha, giữ lưỡi luôn. Đó, nó ứng vỏ vô đây ha. Đó, đợi cái tước mình xem. Chiều dài, cái này, tổng chiều dài của nó là khoảng 14 ha. Đó, bề ngang khoảng 2/8 ha. Đó, đây có hai cái này khá đẹp. Đây mã 15 bán 280 ngàn nha mọi người. Đó vừa tước hai hai kiểu dây ha. Đó. Nhẹ rồi mã số cuối cùng mã 16. Đây mình bán một cái năm sáu đầu là 400 ngàn nha. Đó mã 16 nè. Đây đầu 19 ha. Đó cái này 49 nha mọi người. 49 là trước nhật ha, tay qua trước nhật ha. Một đầu này thôi. Đầu này còn khá mới á. Đó, chốc này. Đó, đây, đo từng cái mọi người xem đây. Chiều dài của nó khoảng 11 ha. Đó, mới ha. Rồi. Một đầu 19 ha, đây đầu 17, đây mình đo chiều dài luôn. Khoảng 7 phân rưỡi ha. Này là của Man Gia Băng Top nè mọi người. Đó, này là bạn top cho bạn ha, 17. Rồi, một đầu 14. Tay Yima ha. Đây.
Tay dây ba 14 ha. Đó, nó chiều dài cho mọi người xem. 9 phần ha. Rồi. Đầu 12 của top luôn và bán và bằng luôn ha. Đó. Đây. 9 phần ha, 8 phần 6 ha, 8 phần 7 vậy nè. Đó. Rồi, đầu 10 là của Vercel. Đây. Vercel 10 rồi mọi người. Đó, Vercel ha. Đó, 10. Runic cho bạn ha. Đây, cho chiều dài cho mọi người xem 10 ha. Đó. Rồi, đầu 8 Vercel luôn. Đó, Runic cho bạn ha. Vercel luôn ha. Đây. Chiều dài của cái đầu này khoảng 5 phân rưỡi ha. Rồi. Cháu đầu này ha. Bán 400 ngàn ha. Đó, 19 nè, 17 nè. 14 ha, 12, 10, 8. Đó, 6 đầu 400. Rồi, cảm ơn mọi người xem kênh ủng hộ. Chào mọi người, hẹn mọi người lại clip sau ha.